Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Luật đất đai mới đây mới được thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Nó có quy định về một việc, đó là siết cái loại hình phân lô bán nền. Hiện nay thì đó là như một cái cú tát vào mặt đối với những ai đang ôm những cái bất động sản phân lô bán nền, đang trông đợi, chờ đợi một cái cơ hội, một cái niềm tin để mà thoát thân. Vì trước đây họ đã ôm rất là nhiều đất phân lô và hiện nay đang còn kẹt ngân hàng chưa thoát ra được. Có người ôm tới hàng chục bất động sản phân lô kẹt hết ở trong ngân hàng rồi, và họ cũng đang ngóng trông thị trường nó phát triển trở lại. Thế mà nhưng không, đây là một cái cú sốc cho thị trường đất nền, một cái món quà tri ân cuối năm 2023 và chào đón năm mới năm 2024. Và cụ thể thông tin này như thế nào thì mời quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn cùng em tìm hiểu bên trong clip này nha. Và mới đây, ở luật kinh doanh bất động sản mới vừa được Quốc hội thông qua về việc cấm phân lô bán nền ở cái khu vực phường, quận, thành phố của các đô thị đặc biệt loại 1, loại 2 và loại 3. Và cụ thể cái nội dung của cái luật này như sau. Về cái khu vực là được phép phân lô bán nền tại điều 31 ở quy định này có nêu là không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở thuộc các khu vực là phường, quận, thành phố của các khu đô thị đặc biệt loại 1, loại 2 và loại 3, và không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất những cái loại đất thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để mà đầu tư dự án xây dựng theo quy định của luật đất đai. Như vậy thì quy định này nó sẽ chặt chẽ hơn so với cái quy định hiện hành trước đây là chỉ là ngăn chặn việc phân lô bán nền tại các phường xã đô thị loại 1 thôi, trực thuộc trung ương mà thôi. Và luật kinh doanh bất động sản mới là hiện nay đang cấm phân lô bán nền tại các khu vực thuộc phường, quận, thành phố của các khu đô thị đặc biệt loại 1, loại 2 và loại 3 luôn. Và còn đối với các khu vực còn lại thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các điều kiện của địa phương để mà xác định khu vực nào chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng cho cá nhân xây dựng nhà ở, thì cái việc này Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ các điều kiện của địa phương để mà xác định cái vị trí ha. Và luật kinh doanh bất động sản chính thức sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Như vậy thì cái quy định này nó đã là chặt chẽ hơn so với quy định hiện hành trước đây. Trước đây thì chỉ là việc ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các khu đô thị đặc biệt, các khu đô thị trực thuộc trung ương mà thôi. Khu vực có yêu cầu cao về những cái kiến trúc cảnh quan, những cái khu vực trung tâm và xung quanh các công trình có những cái điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Nhưng mà hiện nay thì lại khác rồi. Hiện nay là cấm luôn các khu đô thị đặc biệt loại 1, loại 2 và loại 3 luôn. Về cái việc mà tác động của cái luật này đến với thị trường thì cái động thái siết phân lô bán nền này nó sẽ tác động rất là lớn đến thị trường, ít nhất là trong ngắn hạn. Khi mà 90% cái nguồn cung phân khúc này là từ các cá nhân phân lô bán nền tự do. Và hiện nay trên cả nước mình có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và 22 đô thị loại 1 là các thành phố trực thuộc trung ương, và 35 đô thị loại 2 là các thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, và 46 đô thị loại 3 đó là những cái thị xã thuộc tỉnh, và 94 đô thị loại 4 là thị trấn thuộc trực thuộc huyện. Vậy thì 94 đô thị loại 4 này là sẽ được phép phân lô bán nền bình thường, còn là những cái khu đô thị loại 1, loại 2, loại 3 là sẽ không được phân lô bán nền như luật trên quy định. Và theo đó thì trừ các khu vực, các khu đô thị mà nằm ngoài cái danh sách được quy định thì tất cả phải lập dự án xin phê duyệt theo quy hoạch của địa phương
để mà nhằm mục đích là chấm dứt cái tình trạng tự phát mua bán đất nền trong những năm qua. Đối với cái luật hiện hành thì hiện tại nó chỉ có ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các khu đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 trực thuộc trung ương mà thôi. Và cái quy định mới này nó sẽ chặt chẽ hơn và nó sẽ làm thay đổi cái cuộc chơi của thị trường bất động sản, nhất là ở những cái phân khúc đất nền ở 105 thành phố, thị xã trên cả nước mình và ở những nơi mà trước đây không bị siết. Và luật đất đai năm 2003 đã có quy định là cấm phân lô bán nền trên toàn khu vực đô thị, phát triển cái quy hoạch đô thị nhưng mà cho phép phân lô bán nền ở các khu vực thị trấn nông thôn. Và mãi đến luật đất đai năm 2013 thì cho phép phân lô bán nền trong cái khu vực trung tâm. Điều này thì ngoài các tác dụng là tháo gỡ cái khó khăn vào cái thời điểm giai đoạn năm 2008 đến 2013, nó cũng kéo theo nhiều cái bất cập liên quan. Nó không chỉ làm cho gia tăng cái tình trạng lợi dụng tách thửa tràn lan, biến tướng thành đất ở và còn phá vỡ các quy hoạch phát triển đô thị, gây lãng phí nguồn đất, nguồn lực đất đai, tạo ra cái tình trạng đầu cơ nhà đất rất là nhiều. Và cái việc mà siết phân lô tách thửa nó có thể làm giảm cái hoạt động mua bán đất nền, ít nhất là trong ngắn hạn. Cái giá đất phân lô tách thửa nó đang có sẵn á, những cái nào mà đã có sổ sẵn rồi á, đã phân lô được sẵn rồi á, thì sẽ bị đẩy giá lên rất là cao luôn. Tương lai sẽ đẩy lên giá rất là cao tại vì nó đã hiện hữu rồi. Nhưng mà về lâu về dài nó sẽ giúp cho thị trường phát triển theo một cái hướng minh bạch hơn, rõ ràng rằng là sẽ không có cái tình trạng đầu cơ nữa, nó bền vững hơn, nó ngăn chặn được cái tình trạng đầu cơ, những cái tình trạng sốt đất, lãng phí tài sản của đất diễn ra trong rất là nhiều năm qua. Và nếu mà nhìn nhận trong giai đoạn đầu thì thị trường có thể sẽ bị chao đảo một xíu, sẽ bị ảnh hưởng một xíu, bởi vì 90% giao dịch mua bán đất nền trên thị trường hiện nay là đều đến từ các sản phẩm phân lô bán nền của cá nhân. Những cái công ty bất động sản nhỏ họ phát triển một cái mô hình đất nền tự do, họ xây dựng, họ xin một cái miếng đất lớn xong rồi họ phân lô ra những cái lô đất nhỏ, họ làm ở trong đó những cái con đường nhỏ nhỏ chi chít ở phía trong. Thì thông thường là một vài cá nhân xin phân lô tách thửa, thủ tục thì dễ dàng hơn rất là nhiều so với doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp họ xin, họ lập dự án, họ xin giấy phép thì nó sẽ rất khó khăn, nhùng nhằng hơn. Và chính vì thế cái việc phân lô tách thửa trước đây nó dễ dàng quá đối với cá nhân, cho nên là cái việc ai ai cũng có thể gom đất về xong rồi xin giấy phép phân lô ra để mà bán. Thế cho nên là từ trước đến nay người kinh doanh đất nền vẫn chuộng cái hình thức là mua bán đất nền tự do, ít lập các dự án quy hoạch chính quy, họ cứ phân lô tự phát thôi, họ cứ phân ra làm sao ra được cái cuốn sổ hồng, sổ đỏ riêng là được rồi. Và người mua họ cũng rất là thích những cái loại đất nền tách thửa vậy vì nó đa dạng, họ cũng có thể dễ mua và dễ bán khi mà những cái phân lô bán nền tự do đó nó đã có sổ hẳn hoi rồi, pháp lý đầy đủ rồi. Và một khi mà siết chặt việc phân lô thì đồng nghĩa với loại hình đất nền tách thửa này nó sẽ hết đất sống. Và trong một thời gian dài thì nguồn cung này trên thị trường nó sẽ kém đa dạng hơn, thu hẹp hơn, khách hàng mua bán đất nền cũng ít hơn và giảm sút hơn, không dễ tiếp cận và tìm kiếm bất động sản như trước đó nữa. Thì cái việc mà tăng giá của những cái bất động sản hiện hữu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên thì nó sẽ ngăn chặn được cái tình trạng đầu cơ, những cái khu phân lô bán nền tự phát, phân ra những cái ô nhỏ, có nhiều nơi chỉ có là 30-40 m² thôi cũng tách ra được thành một cuốn sổ rồi. Có nhiều nơi mình biết á, phân lô tách thửa đến mức mà không còn phôi để mà in luôn, ở trên phòng tài nguyên họ báo rằng là hết phôi để in rồi. Cho nên là có nhiều người họ sẽ chấp nhận là đồng sở hữu luôn 2-3 người trên một cuốn sổ. Đó là một cái tình trạng phân lô bán nền rất là nhiều, nó ồ ạt, dẫn đến có nhiều địa phương, nhiều trường hợp nó thiếu phôi in luôn, thiếu những cái file phôi để mà in ra những cái cuốn sổ riêng luôn. Thế cho nên mới thấy được rằng là cái lượng mà người ta phân lô bán nền tách thửa tự do nó diễn ra rất là nhiều. Và một chút dự báo về thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường đất nền, trong thời gian tới nó có thể sẽ xuất hiện một cái lượng lớn sản phẩm đất nền diện tích lớn bị rao bán, tại vì họ không phân lô bán nền được,
cho nên là họ sẽ hạ giá xuống để họ bán. Và chủ yếu nó sẽ đến từ các nhà đầu tư họ lỡ ôm đất rồi vì một cái mục đích là phân lô, tách thửa để họ kiếm lời. Một khi mà họ đã bị mắc kẹt với những cái sản phẩm này á, thì chủ đất họ sẽ phải tự chấp nhận để mà cắt lỗ để thanh lý nhanh. Nhưng mà muốn bán thì cũng không dễ đâu, vì đất mà mua phân lô thường là nó rất có diện tích rất là lớn, giá trị rất là cao, cái tệp khách hàng của nó sẽ không đa dạng. Và những ai mà chuyên đi đầu tư loại hình này á, thì họ rất biết cách họ ép giá. Và bây giờ thì gặp thêm một cái thông tin là không cho phân lô bán nền kiểu như vậy nữa, thì cái việc mà rao bán ồ ạt để mà cắt lỗ nó sẽ diễn ra rất là nhiều, đặc biệt là giai đoạn đầu năm ha. Tại vì mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì luật sẽ chính thức có hiệu lực. Và cái quy định siết phân lô bán nền luật nhà ở năm 2023 này thực sự là một cái biện pháp quyết liệt và tích cực, nó sẽ mang lại cái sự phát triển lành mạnh cho thị trường nhà đất. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái mặt trái, nên nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều cái đối tượng cá nhân có nhu cầu tách thửa không nhằm mục đích kinh doanh, ví dụ như là tách thửa cho con cái chẳng hạn. Những ai có những lô đất nằm trong cái khu vực mà bị cấm phân lô tách thửa như thế này thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ha. Thì hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có được nhiều cái đường hướng mở hơn để cho người ta sẽ linh hoạt hơn trong việc tách thửa phân lô mà không nhằm mục đích là kinh doanh. Và ngoài ra thì cái quy định mới này nó sẽ khiến cho cái nguồn cung và cái sức cầu đất nền nó sẽ kém đa dạng hơn. Nếu như trước đây thì với cái tầm tài chính bao nhiêu đi nữa thì người dân họ cũng có thể dễ dàng lựa chọn những cái phân khúc đất nền cho riêng họ. Ví dụ như là tiền ít thì họ sẽ mua được một cái miếng đất nền nó xa xa một xíu, tiền nhiều thì họ sẽ mua được những cái miếng đất nền ở trong trung tâm. Thì khách hàng ở cái phân khúc này nó sẽ đông đảo hơn. Và sắp tới đây thì mọi chuyện nó sẽ rất là khác. Về lâu về dài thì việc đất nền nó không còn là cái sân chơi dễ dàng dành cho nhiều người nữa. Và thị trường này nó sẽ đòi hỏi cao hơn là cả người bán và người mua luôn. Các chủ đất nền cần phải học hỏi thêm cái cách tuân thủ cái luật chơi mới để mà thích ứng và tồn tại trong thị trường này. Đó là một cái quyết định cực kỳ khó khăn và một cái rào cản đối với các chủ đầu tư bất động sản nếu muốn tiếp tục ở những cái phân khúc đất nền. Có thể rằng là họ sẽ chuyển đổi qua hình thức khác, ví dụ như là xin quy hoạch và thực hiện xây dựng luôn. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái tiềm lực của cái công ty đó nữa, tiềm lực của chủ đầu tư thế nào nữa. Chủ đầu tư có đủ khả năng, có đủ tiềm lực về tài chính để mà tiếp tục trong cuộc chơi này hay không? Đó là một cái điều đáng phải suy nghĩ. Và trên đây là toàn bộ các thông tin xoay quanh tới vấn đề đó là luật mới vừa được ban hành và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 về việc cấm phân lô bán nền. Thì hiện nay sẽ có nhiều tác động đến với tình hình thị trường, cũng như là những phân khúc thị trường sẽ được tăng giá, những cái bất động sản nào sẽ giảm giá. Và một số ý kiến dự báo cá nhân về thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường đất nền trong thời gian tới. Hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một thông tin nào đó về thị trường ha. Và theo quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn thì thị trường sắp tới sẽ như thế nào, đặc biệt là thị trường phân lô bán nền? Cái xu hướng đầu tư nó sẽ đổ dồn vào đâu? Và sắp tới thì số phận của những ai đang ôm những bất động sản phân lô bán nền chưa có sổ thì sẽ ra sao? Thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau thảo luận nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.